Dạ, em xin chào tất cả các cô chú anh chị đã xem và ủng hộ Thúy Xuyên Huỳnh Vũ. Đầu video thì em xin giới thiệu một em màu đen. Em này là của Pháp mấy anh chị. Em này khá là đẹp luôn, rất là đẹp luôn mấy anh chị. Em này là da không phải là da thật mấy anh chị ha, da thời trang phối giải bố mấy anh chị ha. Em này như mới luôn mà đẹp, màu đen may chỉ nổi màu trắng ha, hiệu ở đây nè mấy anh chị. Mới tinh à. Ồ này mấy anh chị nhìn nè, gốc đáy nè. Sáng còn sáng trưng luôn nha mấy anh chị ha. Phần này là giải này nha mấy anh chị ha, giải bố dày lắm. Rồi, cái này là da thời trang thôi, không phải là da thật nha. Mặt sau nè, rồi em này có dây đeo đầy đủ mấy anh chị ha. Dây này là mình đeo vai đeo chéo đều được nè, có tăng giảm. Bản dây là khoảng 1 phân rưỡi, mới tinh. Ren khóa đây mấy anh chị, còn rất là đẹp luôn ha. Sáng choang luôn. Rồi, bên hông kiểu em nó là dày. Ủa sai nó cưng lắm mấy anh chị. Rồi em này là vừa xách tay vừa đeo vai đeo chéo. Em này có cái này nè mấy anh chị. Đây, nó có cái thẻ bài này ha. Hiệu trên ở dưới là có chữ là cái gì? Model Liberty gì đó. Rồi một dải mã số dưới này ha. Ủa, đẹp ghê không mấy chị ha. Nó có mờ cái chỗ này mấy anh chị ha. Mà đây thì nó sáng cho cái mặt trước nè. Cái chỗ này nó có màu mờ. Em này cái size đẹp. Mặt sau là có một khóa kéo nè. Cái form em này sang dáng sang cực kỳ mấy anh chị ha. Ở trong là lót vải, khóa cũng rất là đẹp luôn mấy anh chị, mới tinh này ha. Rồi bọc khóa cái miệng mấy anh chị, đây cái túi khá là rộng mấy anh chị ha. Đây miếng tách hiệu, rồi có một cái khóa nhỏ nè, khóa cũng ngon lành, vải mấy anh chị ha, vải kaki, rồi sạch bóng luôn ha. Bên đây cũng là hai ngăn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ ha. Rồi lót nó sạch sẽ như này mấy anh chị, rất là đẹp. Khóa thì là màu trắng. Rồi miệng túi là gì nè mấy anh chị ha, có hở bên hai đây, dây kéo hở hai đầu ha. Đây phơm của nó này vậy hết mấy chị ha, phơm cực đẹp luôn. Size là cao 21 ngang 23 đải 9 phân. Em bán em này là 330k mã 073 mấy anh chị, 330k mã 073. Em này của Pháp nha mấy anh chị ha. Rất là đẹp luôn, nhưng mà không phải là da thật ha, da thời trang phối với lại giải bố. Em qua mẫu ha. Một em màu đen, em này của Mỹ mấy anh chị ha. Đây, cái hiệu nó đen mấy anh chị. Cái gì đây? Rách lây à. Đây. Rồi, màu đen. Em này có cái chỗ này nó hay hay nè mấy anh chị ha. Như cái chỗ này nè, đây. Cái này là giống như cái gì ta? Cái bông hả? Đó, miếng da chỗ này nè mấy anh chị, là trời ơi không biết nói gì sao mà cho nó hay hay mấy anh chị ha. Đại khái là khi mình rời vô vậy nè, nó sẽ là láng lịnh ha, chứ không phải là cái miếng da mà người ta đắp lên, đắp nổi lên may lại ha. Còn cái này là người ta giống như là người ta lấy cái miếng da này ra để người ta sơn vậy mấy anh chị. Em diễn tả anh chị đi cho nó dễ nhất đi. Lấy một cái miếng da này ra đem đi sơn lại rồi mai trở lại đắp vô, thành ra nó y như cũ vậy đó, giống như nó liền lặn luôn vậy đó ha. Rồi cái nhỏ 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 này, rồi người ta mai hai cái cọng chỉ, hai cái đầu này mấy chị ha. Đây, ồ mà hay ghê không, công phu dễ sợ luôn mấy chị. Đây cái này ha, cái xíu xíu vậy đó. Rồi bên đây nữa nè, cổ bên đây còn nhiều hơn nữa nè đó, mà xíu xíu vậy đó mà người ta làm á đẹp. Cái này là thấy cái bông rõ này mấy chị ha. Đây mình bỏ cái này xuống, đây là một cái bông này ha, đẹp ghê không, là da luôn nha mấy anh chị ha. Đó, mình vuốt tay là nó trơn luôn, nó láng luôn, nó không có gồ lên nha, nó nằm sao vuốt xuống luôn. Đây bên đây nữa nè ha. Ôi hay ghê không. Ôi em này cái kiểu này hổm đầy chưa thấy nha. Rồi em này là bản dây là mình đeo vai mấy anh chị ha. Dây là bản cũng to to mà dây mềm thôi, không có dây đeo hết mấy anh chị ha. Này là mặt trước nè, mặt trước cần lót giải chấm bi màu vàng mấy anh chị. Mặt sau là có một, cũng một ngăn vậy ha, một khóa kéo miệng này mấy anh chị. Ủa chưa coi da chứ, da đi. Ủa da còn đẹp nha mấy anh chị, da em này dày lắm. Đây gốc thì có mày mòn ít mấy anh chị. Rồi gốc ra mày mòn ha, đáy còn đẹp nè, phần hông này cũng còn được nhăn nhăn da tí thôi, nhưng mà da thấy xước xác cũng ít mấy anh chị, có nhăn da. Rồi độ mới thì em cho vẫn cho là 80% thôi mấy anh chị nha. Bên hông yêu có một khóa kéo miệng này mấy anh chị. Bên trong rộng lắm anh chị ha, lót giải chấm bi, giải có gì bị dơ dơ một ít nha mấy anh chị ha. Đây nó có sậm sậm chút xíu này ha, nhạt thôi. Ồ nhạt thôi mấy anh chị, gam màu nó sáng ha. Đây cái chỗ này cũng có đậm đậm hơn rồi ha. Một ngăn đây, một ngăn nữa ha. Rồi một khóa kéo nữa nè,
năng này khá là rộng, là cái miếng da, khóa kéo là đầu miếng da ha. Rồi có một cái ngăn này là ngăn giữa này, mấy anh chị cũng có khóa này ha. Này, giải giống như giải KT mấy anh chị. Bên đây, đây cái hiệu nó là mấy anh chị ha. Rồi có một khóa kéo nữa. À, cái khóa này lớn hơn cái khóa đó, khóa bên đây. Rồi, rộng lắm. Lót thì có dơ một ít mấy anh chị ha. Đây có đổ lông giải ha. À, có cái gì đây? À, có cái đồ móc khóa. Em này, à, em này cái kiểu nó vậy nè mấy chị. Tự nhiên người ta làm vậy nè. Đây ha, trống ở chỗ này nè. Rồi, hai ngăn hai bên nữa mấy chị ha. Túi này đựng khá được nhiều đồ nha. Đây quá trời rộng luôn. Rồi, da chắc đuổi nha. Da gì cui rồi mấy chị. Size to. À, em này đặc biệt có cái chỗ này thôi ha. Em này có điểm nhấn ở chỗ này. Khá là đẹp mấy chị ha. Nó hay hay. À, size là cao 27 mấy chị, ngang 37, đáy 11. À, em bán em này là 350k, mã 07G mấy chị. 350k, mã 07G ha. Một em màu đen, da rất là đẹp. Rồi, em này cũng là màu đen đấy ha. Em này thì là dạng tốt mấy chị ha, khóa là thích miệng thôi. Ồ, da em này cũng đẹp lắm. Da em này nó lạ lạ mấy chị. Cái dòng da này nó không biết diễn tả làm sao nhưng mà nó lạ lạ. Rồi nó bị cứng kiện là mấy chị ha, nó nhăn nhăn da. Đáy túi thì còn đẹp nè. Ồ, cái kiểu em này nè mấy chị, cái phần lót ở trong nó sẽ là cái này nè mấy chị. Cái này là giải ha, giải khá là dày. Ồ, da thì không có bị trầy khờn đó mấy chị, nó chỉ bị nhăn nhăn da vậy thôi nè ha. Đó, nó bị cứng kiện á, da dày lắm, da còn đẹp nha, không có xước xát gì luôn nè ha. Để em coi cái góc này. Đúng rồi, cái gốc đó mấy chị nó còn đẹp lắm luôn nè, nó không có bị trầy khờn gì luôn á. Dây cầm là em này là mình đeo vai ha. Cái da này nó cứng mấy chị. Đây, rồi nó có một cái ví này mấy chị ha. Đây, cái phần này là giải lót luôn này ha. Giải gì mà nó dày lắm hay là người ta có điểm ta. Đâu để em coi coi. À, mở rồi. À, bên đây là có một cái hai lớp anh chị. Hai lớp này, nó rất là dày cái ví này luôn ha, mà đẹp quá ha. Như hến, như miệng hến. Đây ha. Này là dính liền vô trong túi mấy chị. Miệng tốt nha. Ôi, bên trong nó lót nè mấy chị, đẹp vậy nè ha. Đó, nhìn cái túi khá là đẹp mấy chị, nhìn nó đồng bộ với nhau hết trơn, nhìn nó khá là hay ha. Đây có cái hiệu. À, đây nè mấy chị. Ồ, quanh à, Renew Leather rồi Mark In gì nè, Wanda gì đó mấy chị. Đây. Em không biết cái này nha. Có một khóa kéo nè. Cái túi này nó sạch trơn nè mấy anh chị. Cái phần lót nó rất là đẹp luôn ha. Rồi, bên đây là một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Cái giải nó nè, đây. À, đây nó là cái ngăn này nó có hai thêm hai cái chỗ này nữa này ha. Da thật nha mấy anh chị ha. Cái phần này là da thật nè. Da của bản da ở ngoài nè, hai cái miếng này nó dày cui rồi mấy anh chị. Bộ mà cái dòng da cái này lạ lắm anh chị. Thay vì những cái da kia mình sẽ thấy nó sần sùi ha. Còn cái da này nó cái phần trong á anh chị, nó lá, người ta làm láng đẹp lắm, nhung vậy đó. Rồi. Đây, cái ví. À, cái ví lấy ra được anh chị. Đó, đây. Rồi, mình tháo ra được ha. Tháo rời ra. Rồi, có hai cái này, cái nút này nữa nè. Nút miệng này nữa nè. Thêm cái này nữa. Đó. Rồi, cái túi chắc khừ nha mấy anh chị ha. Đây. Đây, điểm nhấn của nó đây ha. Ồ, đẹp lắm chị ha. Cách thấy thương ha. À, cao là 27, ngang là 29, đáy 15. À, em bán em này là 330k, mã 07 mấy anh chị ha. 330k, mã 07 ha. Một bộ. Em qua mẫu. Em có một cái em này. Em này đẹp lắm mấy anh chị ha. Em này mấy anh chị mới nhìn nó mấy anh chị do thấy giống là túi vịt ha. Ồ, nó cái kiểu nó nè, hay túi vịt hay có nè ha. Rồi cái phần này nè, nên cái da này nó dày mà nó to to nè, nhìn rất là giống luôn mà không phải nha mấy anh chị ha. À, em này thì có dây đeo nè, dây này mình đeo chéo nha mấy anh chị. Dây nguyên zin của nó nha. Đây, bản dây y chang nè ha. Bản dây là 1,5 phân. À, dòng da cứng mấy anh chị, da thật ha. Nhưng mà là dòng da cứng. Rồi. Với cái tay cầm á mấy chị thì cái màu nó lại hơi bị nhạt màu hơn so với lại cái này rồi nè ha. Đây, nó khác này nè mấy anh chị ha. Ồ, nhưng mà nó còn cứng khừa ha.
Rồi, cái da này mấy chị dày khủng khiếp lắm. Đây, phần này nè, rất là dày ha. Hai bản da khác nhau ha. Rồi, đáy túi có bị cứng phơm mấy anh chị ha. Cái đáy nó không có được thẳng nè ha. Bốn cái đinh. Rồi, cái này là mấy chị có màu, có sậm sậm màu. Không trầy khờ mấy chị, chỉ sậm màu thôi. Rồi, cái mặt này thì rất là đẹp nè ha. Hai bên này rất là đẹp, này là mặt chính nè. Hai bên này là không có một cái vết dơ luôn nha mấy anh chị ha. Cái phần này nè ha. Màu này em không biết kêu màu gì giờ. Ôi, đẹp quá ha. Ở ngoài, sau trên hình em thấy nó xanh mấy anh chị. Ở ngoài em không thấy nó xanh nha. Ôi, không có một vết dơ nha mấy anh chị ha. Rồi phần ngay chỗ da này, miếng chỗ này nè. Hai cái chỗ này nó còn rất là đẹp mấy anh chị. Nó còn cứng khừa, cái phần này là rất là cứng. Cái phần da cái chỗ này nè ha. Cái dây nè, cái tay cầm chứ. Rồi khoan khóa này thì mình có thể không đeo thì mình tháo ra được mấy anh chị ha. Rồi, cái dây còn đẹp, dây bản da nó cứng lắm. Có một khóa kéo miệng mấy anh chị ha. Cái phần khóa này người ta làm cũng đẹp, dày chặt lắm ha. Bên trong em này, ồ em này khá là đặc biệt nha mấy anh chị ha. Cái này nè ha, đây có một cái túi ha. Cái phần này là cái mặt sau của cái miếng lót ha, là da thời trang. Đây cái này ngang lót này ha, là da thời trang. Có một khóa kéo nè. Đây có thêm cái hai cái ngăn nhỏ nhỏ nữa mấy anh chị ha, cũng là da thời trang ha. Rồi cái phần lót đây. Rồi ở cái nguyên cái này nè mấy anh chị, là một cái tấm da luôn mà nó rất là dày luôn ấy, mấy anh chị. Trời ơi, em không hiểu sao mà cái da gì mà dày dữ vậy trời. Nó rất là dày nha, chứ không phải là lót nhung mấy anh chị ha, là da luôn, dày lắm luôn. Ồ, cái đáy túi rất là đã mấy anh chị, thơm mùi da mấy anh chị. Túi còn cứng khừ luôn ha, và da nó giống như da voi hay gì luôn mấy anh chị. Nó dày, ý em nói là nó dày á, chứ cái sớ này thì không có giống da voi ha, nhưng mà nó rất là dày luôn ha. Rồi cái phần này thì cái chỗ cái viền này mấy chị thì nó không được đẹp nè. Cái viền của phần lót này, ý cái phần này nè, nâu này nè, nó không được đẹp nha. Đây, bên đây không sao, mà bên đây em thấy nó có hơi bị chốc chốc một tí xíu này mấy chị ha. Đây. Ồ, rồi, mọi thứ đều đẹp hết mấy chị ha. Cái đầu khóa cũng, đầu dây kéo này ha, làm cũng rất là đẹp luôn. Trời ơi, em này nó cứng khừ rồi mấy chị ơi. Đây, bơm nó đây ha. Nhưng mà không có hiệu gì hết nha mấy anh chị ha. Nó chỉ cái da nó chắc khừ vậy thôi, chứ còn em không thấy hiệu. Cao là 18, ngang là 29, đáy 14. Em bán em này là 400k, mã 07B mấy anh chị. 400k, mã 07B. Em da gì cui. Rồi em qua mẫu. Em có một em này màu xám mấy anh chị ha. Em này bản da còn rất là đẹp mấy anh chị. Em này cái dây nó thì lạ lạ mấy anh chị. Đây, một là mình đeo xách dày ha, đeo vai, còn hai là mình buông xuống luôn. Mình đeo chéo, mà đeo chéo thì khá là dài. Đeo chéo này thì cỡ 1m65 đeo mới được mấy anh chị ha. Nó dài. Rồi, da đây. Da còn đẹp nha mấy anh chị. Da mỏng, da mềm. Rồi góc đáy này mấy anh chị ha, còn rất là đẹp luôn này ha. Bốn cái đinh thì nó có khờn, nó có màu, nó có bye bye này mấy anh chị ha. Rồi, đáy túi thì cũng còn được nè mấy anh chị ha. Cấn cấn cho nãy xíu ha, còn như cũng thẳng thớm nè. Rồi, góc không trầy khờn luôn mấy anh chị ha. Mặt không nè. Em này đây có hiệu này mấy chị. Này, cái hiệu nó đây, em không biết nha. Không biết của ai. Rồi, bản da em này là đẹp nha. Còn mới nha ha. Độ bóng này ha này, không có nhăn da rồi nhiều đâu. Khoen khóa này mấy chị còn cũng đẹp lắm nè ha. Sáng trưng luôn. Em này độ mới 85% nha mấy chị ha. Rồi ngăn đây bên hông có cái ngăn này nè. Ngăn nhiều lắm mấy chị. Ở trong là lót vải màu xám đẹp ghê luôn. Đây, này nó vô 2/3 cái túi mấy chị ha. Khóa kéo ngon lành. Bên đây có không? À nó chỉ có một bên thôi, một bên này thôi. Rồi bên trong là có nút hít miệng nha mấy chị. Ôi bên trong đẹp lắm mấy anh chị. Đây, nó mới tinh nha. Ôi cái này rất là đẹp. Bên trong là lót vải màu xám, vải kaki mấy anh chị, nó rất là dày ha. Hai ngăn và một khóa giữa. Đây, ngăn bên này nè ha. Để coi. Đúng rồi, hai ngăn, không phải là cái ruột. Đây là một ngăn lớn, một ngăn nhỏ này ha. Lót vải màu xám nó đẹp gì nè mấy anh chị. Đâu, lôi ra không được. Rồi một khóa giữa, khóa kéo giữa nè. Cái ngăn này thì nó nhỏ nhỏ ha, khóa kéo này ngon lành. Bên đây là có một khóa nữa nè. Cũng ngon. Ôi nè mấy chị, lót vải nó vậy nè, màu xám trắng luôn ha, đẹp, đi tông. Có một cái móc khóa này ha. Đây cái này là mình có thể tháo rời ra nè ha, hai đầu. Ôi sạch bóng luôn mấy anh chị, mới tinh. Nút hút miệng thôi mấy anh chị, không có khóa đeo, ý không có gì kéo nha.
Đây. Đây. Miệng miệng túi đẹp nha, khoen khóa nó rất là đẹp luôn mấy chị, nó sáng tròn không trời khờn đâu mấy chị. Ôi hay hay ha. À, cao 26, ngang cũng 26, đáy 10 phân. Em bán 330k, mã 071 mấy anh chị. Em này là mới tinh ha. 330k, mã 071. Một em nâu. Ôi, em này dòng da bóng nha mấy anh chị ha. Trời ơi, nó bóng ngời luôn nè mấy anh chị. Đẹp ghê không? Màu nâu đậm ha. À, kiểu thì đây, này mình đeo vai mấy anh chị ha. À, dây này là khoảng 2 phân, đeo vai. Hồi khoen khóa thì màu vàng đồng ha. Da em này đẹp lắm luôn. Gốc đái đây mấy anh chị. À, cái da nó lại nhăn nhăn ngộ lắm mấy anh chị ha. Nó đều hết cái túi luôn nè. Là cái da của nó thôi, chứ không phải là cái túi này còn khá là đẹp mấy anh chị. Có trầy khờn nha mấy anh chị ha. Đây, có xước sát này ha. Đây. Rồi, gốc thì cũng có mày mòn ít mấy anh chị. Mà em tặng em này tổng thể cái da nó đẹp quá đi, nó bóng người luôn ha. Khoen khóa thì cũng còn rất là đẹp nè mấy anh chị. Vàng này ha, còn sáng tròn đó. Cái màu này, cái màu hoa khá anh chị, nhìn nó đẹp á. Rồi, kiểu em này mặt sau là không có này ha, mặt trước nè là cái nút thích mấy anh chị ha. Đây có một cái ngăn nhỏ nè, giải kaki. Đây có một cái vết dơ này ha, cái này để cái nắp ha, kiểu thôi chứ không có gài. Một khóa kéo miệng đây bên trong này mấy anh chị. À, cũng sạch sẽ này mấy anh chị ha, lót giải màu kem. Đây có cái này không phải hiệu à, Chanel lá đơ thôi mấy chị, da thật thôi ha. Khóa nè, khá ngon lành. Đây, giải lót nè. Dày. Bên đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ này ha, có hai chỗ dắt viết nè, là da thật mấy chị thấy nó da nó dày nè ha. Ồ, da bóng mà da khá là dày. Em mới nhìn em tưởng là dòng da mỏng chứ. Ai ngờ nó rất là dày luôn. Rồi, cái đáy túi rộng mấy chị, rất là rộng. Rồi, cái sạch nha mấy chị. Đây. Cái ngoài đây nó có một cái vết này ha. Đây cái nắp này, da em này rất là xịn. Khóa thì là cái miếng da. Rồi em này xịn anh chị ha, rất là xịn luôn. Dòng da này là hàng Âu chắc rồi. Rồi cái kiểu rồi ha, cái màu rồi cái dòng da này là chắc ăn là dòng da của hàng Âu. Rồi size nó trung anh chị. À, cao là 19, ngang là 27, đái 9 phân. À, em bán em này là 350k, mã 076 mấy anh chị. 350k, mã 076 ha. Rồi em qua mẫu. Mẫu em màu đỏ mấy anh chị. Em này là mình đeo vai thôi, dây ngắn thôi, không đeo chéo được mấy anh chị ha. Khoen khóa thì còn đẹp này ha. Rồi dây là cố định luôn nè ha. Khoen khóa đây, đẹp, bản là hơn 2 phân mấy anh chị. Da cá là dày luôn ha. Ồ, cái đầu miếng da này rất là đẹp, còn cứng này, không có bị tua da gì hết trơn. À, em này để em coi coi. À, em này có cái, đây là mấy chị không biết cái hiệu nó là gì, nó có chữ T, chữ U thôi hả, không có chữ gì nữa hết trơn. Rồi, Chanel lá đơ, da thật ha, cái thẻ bài này. À, da em này cũng còn được mấy chị, nè, cái mặt này là có nhăn nhăn da thôi, là cái màu á mấy chị, nó không có bị lem luốc, không có bị đen nha. Rồi, gốc thì mềm sậm màu thôi, không trầy khờn. Ồ, mặt này da còn rất là đẹp nha. Rồi để em xem bên đây coi. Bên đây thì nó cũng vậy nè mấy anh chị, nó có nhăn nhăn da, có cứng da thôi. Đây, nhăn nhăn da phần này thấy không? Rồi, đáy túi có một cái vết nhỏ xíu chỗ này ha. Rồi, nhưng mà cái tổng thể là cái màu nó mấy anh chị nó còn tươi, nó không có bị tối màu nha ha. Màu này thì là đỏ đô thôi, không có bị sặc sỡ đâu ha. Nhưng mà nhìn cái da còn rất là sạch, màu rất là còn tươi. Rồi bên học đây, cái này là mấy chị, đây cái kiểu người ta vậy này ha. Rồi cái phần này nó rất là chắc chắn mấy chị ha. Đây cái da nó dị cui như vậy này ha. Rồi cái khóa thì người ta lại đóng chết lại luôn này mấy chị ha. Em này khá là hay kiểu đây, đây thay vì cái đầu khóa là người ta để rồi, này là người ta đóng chết lại luôn nè, hai bên luôn nè mấy chị, đẹp ghê không. Có một ngăn nè, có nút khít mấy chị. Rồi một khóa kéo miệng này ha. Khóa cái này, cái miếng da này là còn rất là đẹp nè. Bên trong em này nè mấy chị, đây lót cùng tâm mà túi đẹp quá ha, nó y chang màu luôn mấy chị ha. Rồi cái phần lót là em thấy đẹp rồi nè. À cái này là của anh mấy chị, em nhớ rồi, của anh nha. Một khóa kéo nè, cái ngăn này rộng lắm mấy chị. Em này là da thật 100% rồi nè ha mấy chị ha. Rồi có một cái ngăn nhỏ nhỏ nè, không thấy made in đâu mà là của anh. Bên đây là có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Cái giải lót rất là đẹp mấy anh chị ha, sạch bóng à. Em này độ mới còn được, sạch lắm mấy chị, em nhìn thấy nó sạch sẽ đó, ha. Cái size nó rất là cưng mấy anh chị ha. Cái túi này
mình đeo nó vừa dặn xài mấy chị ha. Điện thoại rồi ví tiền là cái size này, cái size rất là đẹp. À, cao 21 ngang 25 đải 5 phân. Em bán em này là 330k, mã 078 mấy anh chị. 330k mã 078 ha. Em qua mẫu. Một em màu bò. À, em này thì có cái hiệu đây mà em không biết của ai mấy anh chị. Đây. À, em này là mình đeo vai, bảng dây nó là 1,5 phân mấy anh chị. À, em này độ mới em thấy còn được lắm nè ha. Này, đây là thấy còn đẹp nè ha. Có nhiều chỗ sậm màu thôi, gốc thì có sậm màu. Nhưng mà cái da nó còn thẳng, da đẹp lắm ha. Bốn góc có sậm màu nha mấy chị ha. Có cái mày mòn góc có ha. Rồi, đáy túi đây. Đáy túi thì phơm nó có bị cứng cứng phơm. Cái chỗ này là cứng nhắc hả mấy chị ha. Cái miệng túi nè, rất là cứng luôn ha. Kiểu thì đơn giản thôi, nhưng mà nó dễ thương. Bên trong là có hai cái nút hít mấy chị. Rồi, bên trong lại rất là rộng luôn mấy chị ha. Lót giải. Đây, giải giống như giải phi vậy mấy chị ha. Ồ, cái gì mà từ luôn nè mấy chị. Quá wow, trời luôn nha, một ngăn này ha. Đây là có một cái khóa nè. Đây là cái hiệu này ha. Rồi, cái này là ngăn lớn nè ha. Bên đây một ngăn lớn nữa nè. Đây là có một cái ngăn này có cái miếng dán nhỏ nhỏ, vậy là có cái miếng dán lại nè ha. Đó là hai ngăn lớn. Rồi chính giữa có một khóa nữa nè. Đó, giải thì nó vừa vừa, không có bị mỏng quá. Lót thì để em coi. Có dơ nè mấy anh chị ha. Ít thôi. Bên đây còn sao. Bên đây sạch nha mấy anh chị ha. Bị có một cái vết đó ha. Ồ, cái túi này thấy nó vậy mà nó rộng rãi phần trong lắm mấy anh chị ha. Đựng được nhiều đồ, nhiều ngăn quá trời đây. Mênh mông vậy nè ha. Da thì còn rất là đẹp. Bên hông nó đẹp lắm mấy anh chị ha. Người ta làm cái kiểu này nè. Rất là đẹp nè. Này ha. Rồi. Cưng ghê không. Ồ, cái phần này rất là đẹp bên hông này ha. Rất là đẹp luôn. Cao 18, ngang miệng là 29, ngang đáy là 31, đáy 8 phân. À, em bán em này là 320k, mã 072 mấy anh chị. 320k, mã 072 ha. Rồi, em qua mẫu. Một em màu đỏ mấy anh chị. Màu đỏ, đỏ tươi luôn ha. Đỏ nó rất là tươi nha. À, dây là bản 1 phân hơn. À, dây này á mấy anh chị, là em đang 1m55, là em đeo chéo đang rất là đẹp. Là vừa luôn 1m55 ha. Rồi, mấy chị mà cao hơn là sẽ đeo vai. À, thấp hơn thì vẫn đeo chéo được ha. À, em đang đeo rất là vừa dặn luôn đó ha. Rồi cái dây này để em coi coi nó à, ở trong thôi coi đi. Rồi bản da em này còn đẹp lắm ha. Có cứng da mấy chị ha. Nhưng mà nó da nó bún ngời như vậy ha. Da đã tay lắm. Da mềm thôi. Đây bên hông có cái kiểu nó vậy nè mấy chị. Nó lạ lạ vậy nè ha. Ồ, mấy anh chị thấy chỗ này nó bóng không. Phơm thì phơm mỏng. Đây da thì không có bị dơ mấy anh chị ha. À, không có bị ấy nhưng mà có cái dạng cứng cứng này ha. Đây cứng kiện nè. Ủa nhưng mà cái màu nó rất là đẹp nha mấy anh chị. Màu nó tươi. Rồi có một cái nắp này không có mặt sau, không có ngăn gì hết á. Ủa lót đẹp dữ. Đây bên trong em này nè mấy anh chị. Trời ơi nè mấy anh chị, lót nhung mấy anh chị. Nó rất là đẹp. Sao cái nhung này nó đã dữ vậy ta. Cái nhung này nó lạ lắm mấy anh chị. Nó mỏng mỏng nhưng mà nó láng lình luôn mấy anh chị. Nó đẹp lắm luôn á. Ồ, nó không có cái sớ luôn mấy chị, mình thấy cảm thấy là nó láng luôn vậy đó ha. À, em này cái hiệu đây này, này em không biết của ai nhưng mà em ở dưới em chỉ thấy là cái chữ là Made in Spain mấy chị ha. Có một khóa nhỏ nè. Rồi cái túi nó rộng vậy thôi mấy chị ha, sạch bóng vậy nè ha. Cái này là cái da người ta may ta cặp lại thôi. Ồ rất là sạch. Em này cái da nó mỏng lắm mấy chị nhưng mà ở trong nó đẹp quá ha. Rồi cái dây này, à dây này mình có thể tháo ra nè mấy chị ha. Nếu mình không thì mình làm cầm tay này khá là hay ha. Rồi dây của em này dây đó gài lại hết mấy anh chị ha. Đó, đeo em thấy nó đẹp hơn. À, tại vì mình cầm em cảm thấy nó hơi to, đeo qua đeo chéo là cái thai nó sẽ rất là cưng. Rồi có một không có mặt ngoài không có ngăn mấy anh chị ha. Da nó đã dữ dằn lắm, nó mềm nhưng mà nó rợ đã tay dữ lắm luôn. À, độ bóng cao, cao 17 ngang 28. À, em bán em này là 320k, mã 077 mấy anh chị ha. 320k mã 077 ha. Một em màu đen. Ồ em này đẹp lắm anh chị. Ồ cái dây đó nè, nó chắc khừ luôn anh chị ha. Dây đâu vậy. Trời ơi sao biết nghèo hư nè. Người ta làm cái kiểu này nữa là nó rất là chắc luôn anh chị ha. Đeo vai mấy chị, dày dữ, da này dày dữ dằn lắm nha. Ồ cái túi nó chắc đuổi luôn anh chị. Rồi da, dòng da này lạ lắm, nhăn nhăn nè mấy chị. Đáy túi nè,
Cái phần gốc này em thấy được lắm nha. Bên đây có mày mòn nhiều hơn. Sao cái gốc bên đây nó không có mòn ta? Bên đây lại mòn hơn này ha. Láng lắm mấy chị. Rồi đây nữa ha. Rồi mặt cái này là mặt trước này mấy chị. Có cái hiệu mà em không biết của ai mấy chị. Gì bao lô vậy mấy chị? Hình như là của Pháp hay gì phải. Bao lô. Bên hông. Da thì dày. Kiểu đơn giản mấy chị ha. Chị rồi cái hiệu mặt trước bên đây không có ngăn gì nữa hết á. Có một khóa kéo miệng nè. Em này của Pháp, của Ý gì đó mấy chị. Cái lồng lót là thấy nó quen quen này mà em quên rồi ha. Rồi, ở trong nó rộng lắm mấy chị ha. Rất là rộng và sạch nha. Ồ, cái vải nó sạch bóng luôn nè. Đây, có một cái ngăn nè. Ngăn màu dày, cái lót nó dày lắm mấy chị. Đẹp quá. Có một ngăn thôi mấy chị. Đây, người ta làm cái miệng túi vậy nè. Mai vô, mai sát hết trơn nè mấy chị ha. Cái túi chắc khừ luôn mấy chị. Ồ, lót nó đẹp lắm luôn nha ha. Rồi, cái đầu khóa rất là đẹp nè mấy chị. Ê, hiệu trên đây nè. Khóa đó rất là chắc luôn nè ha. Da dày khiếp luôn á. Đây, cái dây nó dài vậy nè nha mấy chị ha. Tại vì không biết cái màn hình không có thấy ha. Gần đây, em đưa xa xa chút đây. Cái dây nó dày nè ha, đeo vai nè. Chất lắm luôn ha. À, size này là size đẹp mấy chị. Cao 24, ngang 26, đáy 11. Em bán 320k. Mã của em này là 074. 320k, mã 074 ha. Rồi, em qua mẫu. Một em màu nâu, em này là mình đeo vai. Bản dây là 3 phân mấy anh chị ha. Đây, cái kiểu của em này đây. Cái dòng da cũng đẹp lắm. Có tăng giảm được, nhưng mà vẫn là đeo dai thôi ha. Bản dây to, dây dính liền này ha. Màu nâu, nâu đen, nâu cà phê á mấy anh chị. Dòng da cũng đẹp lắm luôn này ha. Cái này nó có hơi màu, nó hơi bạc bạc màu mấy anh chị ha. Trời, cái đáy túi này thẳng thớm nè mấy anh chị. Da cứng khừ nè, cái phần đáy người ta làm điểm á mấy anh chị, nó cứng ngắc à. Rồi, em này tính ra bên hông vậy nè là nó còn đẹp lắm mấy anh chị. Có xước xác nhưng mà ít. Đây, cái hiệu này nằm dập mấy anh chị, mờ hơi bị khó thấy ha. Này, em không biết của ai nha. Bên đây là có một cái ngăn nè, mặt trước này ha, có một cái nút hít mấy anh chị. Không có dễ lót đây. Rồi, có một khóa kéo miệng nè. Cái khóa đẹp lắm. Cái đầu khóa sáng trưng. Bên trong em này đây, rộng lắm mấy anh chị. Lót dải dù màu nâu ha. Bên đây là một ngăn này ha. Bên đây là một ngăn nữa và một khóa giữa. Rồi cái khóa, cái khóa giữa này thì nó cũng muốn gần hết cái túi luôn ha. Khóa thì ngon lành rồi. Cái mặt bên này là không có ngăn bên đây. Ôi, bên đây lạ lắm mấy chị. Có một khóa nhỏ nè. Khóa cũng ngon lành ha. Đây, cái chỗ này nó hơi lạ nè. Đây, cái kiểu của người ta về nè mấy chị. Đây là một cái túi nè ha, ngày mai về. Thay vì người ta làm hết nó không có. Đây, một ngăn dày nhỏ xíu, thấp chấm rồi mấy chị có xíu. Rồi thêm cũng là đèn trống cái này nha. Đó, rồi cái chỗ dắt viết chút xíu gì. Cái ngăn này cũng xíu xíu luôn nè ha. Đây, có cái gì ở đây nè. Đó, trời ơi, chỗ này kỳ kỳ. Lạ lạ ha. Rồi, cái túi rất là rộng mấy chị ha. Khoen khóa thì rất là đẹp. Khá ngon lành lắm. Rồi cái miệng túi đẹp lắm. Cái miệng túi người ta làm mà rất là khéo mấy anh chị ha. Đồ nó đâu vào đấy hết trơn nè, nó rất là sạch luôn mấy anh chị ha. Rồi cái dây này đeo cũng biết nào hư nè mấy chị. Cái dây liền này nè ha. Đó, nó chắc khừ cái túi nha mấy anh chị ha. Cái size này gọi là size trung. Rồi cái ngăn này đây chưa. Đây ngăn này cũng rộng quá trời luôn ha. Nút hít sạch bóng cái túi nha mấy anh chị ha. Độ mới em này còn được lắm mấy anh chị. Rồi size của em này mấy anh chị. Cao 20, ngang miệng là 31, ngang đáy 36. Em bán 350k, mã 07X mấy anh chị ha, 07X. Một em size trung. Rồi, một em màu tím. Ồ, em này màu đẹp lắm mấy anh chị ha. Đây, dây của nó là khoảng 2 phân. Dây này mình đeo vai đeo chéo đều được, dây tăng giảm được mấy anh chị ha. Khoan khóa còn rất là đẹp nè ha. Dây liền mấy anh chị ha. Đây, rồi, màu nó đây. Đây, mấy chị coi da sát nó đi nè ha. Đây, nó đẹp như vậy nè. Ui, đẹp ghê không? Nó cái da nó lon lon vậy nè mấy anh chị ha. Nó đều hết cái túi rồi, chứ không phải là bị xước xát da nha ha. Rồi, da nó rờ rất là đã tai luôn. Đây, bên hông ở đây. Bên hông á, mình cảm thấy cái da nó bị không đẹp hơn thì so với bên thân túi ha. Đó, nó có nhăn nhăn gì. Lúc nào cái túi nó cũng hay bị cái bên hông. Rồi, góc đây mấy anh chị ha. Nó không có trầy khờn luôn nha. Đây, còn rất là đẹp nha. Đáy túi thì có bị cấn phơm nè ha. Cấn kiện nè mấy anh chị ha. Gỉ phơm chỗ này nè ha. Nha, mà nguyên một cái túi mình thấy cái màu nó rất là đều mấy anh chị. Ồ, cái màu mê mấy anh chị. Mặt trước nè.
một cái ngăn lót vải cũng là màu tím luôn này ha, vải gì bóng bóng đẹp lắm luôn, rồi sang lắm. Một nút hít, đây là có hai ngăn ha, này là không có nút hít. Rồi một khóa cái miệng mấy anh chị, khóa là cái miếng da màu tím luôn ha, khóa dễ cầm lắm. Trời ơi, người ta làm cái vải lót đẹp lắm đây. Rồi vải lót rất là mới mấy anh chị, không đổ lông nha ha. Nhưng mà cái phần này nè, này là cái không phải dơ mấy anh chị ha, là cái miếng da người ta nó bị ra đó, đó ở từ bên trong á, nó cái chỗ mà người ta mai cái miếng dây kéo này ha, là cái bản da này nó làm cho ở bên trong á nó đen đen á. Rồi có một khóa kéo nè, vải lót đẹp ghê luôn, dễ như vải phi á mấy chị. Đây có cái hiệu này mấy chị, da thật này, cái gì này, hiệu này thì không biết rồi đó mấy chị, có chữ tắt không à. Một ngăn nữa ha. Rồi đây vải lót nè, như mới mấy chị. Đây chị vậy ha, một khóa kéo và hai ngăn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ, có khóa kéo miệng đàng hoàng luôn ha, khóa nguyên nè, đem zin nè, đây miệng túi nè, rất là đẹp luôn rồi ha. Độ mới em này 85% nha mấy chị ha. Ủa mà cái gam, cái màu của nó mê này ha. Rồi cái size của nó mấy anh chị rất là đẹp luôn ha, da cũng đẹp, em này đẹp hết trơn luôn mấy anh chị. Cao là 19 ngang 24 là đó mấy anh chị, cái size rất là đẹp ha. Đáy 4,5 phân. Em bán em này là 350k mã 07A mấy anh chị ha, 350k mã 07A. Rồi đẹp lắm luôn ha, size cưng. Một em màu xám, em này của Mỹ. Đây, hiệu đây mấy anh chị, Annie Glein ha. Rồi, cái da đó mấy chị ha, cái màu nó bị lon lon màu nè, ha, không đẹp nha. Đây, kiểu thì rất là đẹp, kiểu khá là hay ha. Màu xám đậm mấy anh chị. Đây, cái chỗ này mấy đinh tán này ha. Rồi, cái chỗ này không phải mất đâu mấy anh chị, cái kiểu người ta đây ha. Mấy cái này nè, không phải là mất đâu ha. Cái kiểu da dày nha mấy anh chị, nhìn thấy một khúc luôn mấy anh chị cui luôn. Cái thường cái hiệu này á, người ta làm da khá là dày. Rồi đây đáy túi này mấy anh chị ha. Rồi cái phần viền gốc này mấy chị không có thấy dơ nha, không thấy mày mòn nha, không có bị ấy, không có bị trầy khòm da, không có xấu màu ha, mà chỉ bị cái thân túi này mấy chị thấy không, nó lon lon màu này, những cái chiếc túi khác qua hay gì á đó. Người ta có phối hai bản da này mấy chị ha, một màu đen một màu xám này ha, hai bản da nó khác nhau. Đây để coi, cái này là màu đen này mấy chị ha. Rồi cái tay cầm là một mặt xám một mặt đen nè, đây không phải là một mặt, hai mặt đó chị, cái chỉ cái trong thôi, ở trong là màu đen, cái này là màu xám nha, cái mặt chính của nó là màu xám. Rồi dây đeo này là dây hình như bị lai, dây lai rồi mấy anh chị ha, dây là của Vân Xấu, có cái miếng điệm nè, màu nó giống thôi chứ còn da thì là bản da khác rồi đó. Dây này là đeo vai nha mấy anh chị ha, đeo vai thôi, không đeo chéo được, không dài đâu. Khóa thì còn rất là đẹp nè, bản da. Rồi cái này là hai cái đầu khóa à? Nguyên zin rồi đó. Rồi mặt sau này, có một khóa nè, nó có trong vải in hiệu hãng mấy chị, khóa ngon lành, khóa nó cứng khừ rồi mấy chị. Đây cái kiểu nó làm gì ha, này hai đầu khóa, đây bên trong nó rộng lắm mấy chị ha, lót vải in hiệu hãng mấy chị. Này rồi sạch sẽ nha, rất là sạch, vải dày cui, giải nhìn rất là sang. Người ta đây cái mặt cái này nè mấy chị, cái nắp này ha là cũng luôn nè ha, rộng dễ sợ, giống như cái hộp vậy ha. Rồi đầu khóa này in hiệu này rất là đẹp luôn mấy chị, sáng trưng luôn. Một khóa nè, ồ cái túi này bên trong đã mấy chị, bên ngoài nó không được đẹp nha, nhưng mà bên trong nó rất là đã luôn. Ồ khóa nó nhẹ, đây hiệu logo mấy chị ha. Ồ cái logo, rồi cái hiệu ở dưới mình nó hơi bị mờ, mình hơi bị khó thấy ha. Ở trong cái dây phiền này là chất da được luôn. Bên đây có một ngăn nè, một ngăn này ha. Đây rồi, nói chung là cái em này bên trong nó rất là đã mấy anh chị ha, nó rộng dữ dằn luôn ha, khoen khóa thì rất là ngon luôn, da dày cui. Cái dây kéo này mấy anh chị coi nó dày nè, nó to đùng nè ha. Rồi hai đầu khóa rồi ha, nguyên zin nè. Đây, kiểu nó vậy đây mấy chị, nó mà không bị lem màu là nó rất là đẹp luôn nha mấy chị ha. Cao là 23 ngang 27 đáy 13, em bán em này là 250k mã 07W mấy chị, 250k mã 07W. Một em hiệu rất là xịn nha mấy chị ha, của Mỹ. Em này cái dòng da của nó lúc nào nó cũng đẹp hết. Một em màu nâu, em này mình đeo chéo. Để coi
Đúng rồi mấy anh chị, em này là mình đeo chéo, đeo vai, đeo chéo đều được nè. Dây nó còn mấy nấc tăng giảm này ha. À, dây này, à đây, nguyên zin rồi nè. Dây này nguyên zin của nó rồi mấy anh chị. Rồi, cái này mấy anh chị nó có xấu này ha. Cái khoen này nó rất là xấu luôn nè. Nó có bạc màu luôn. Màu nó bị tối tối. À, một bên đây thì rất là xấu luôn ha. Bên đây thì được, bên đây còn rất là đẹp luôn. Bên đây còn ta còn ngon lành. Sao bên này xấu dữ vậy? Rồi, cái dây của nó là khoảng 2 phân mấy anh chị. Rồi, cái đầu khóa nó là cái màu màu tối tối vậy nè ha. Rồi, cái da em này thì lại còn đẹp lắm anh chị. Màu nâu, nâu đậm luôn ha. Rồi, cái bản da thì em lại thấy rất là đẹp. Gốc này mấy anh chị, gốc đáy là nó không có trầy khờn luôn. Rồi, đẹp lắm nha. Đó mà sao cái khoen khóa nó lại xấu. Rồi, cái mặt sau nè, đất giấy dù màu đen mấy anh chị, khóa ngon lành, ngăn cũng rất là rộng ha. Rồi có một cái nắp túi nè, nắp đây là lót nhung. Ôi, để coi nhung hay da lộn đây, nhung mấy anh chị. Cái nắp túi là có hai cái đầu khóa luôn, để em mở ra coi thử coi. Rồi nhung ha, này cái này rộng lắm, tới hai đầu khóa luôn nè, là cái nắp ha. Bên trong là có một khóa kéo miệng nè. À, cái mặt trước là còn một ngăn nữa nè, đó, thêm một ngăn, một khóa kéo miệng. Ở trong cái túi này rất là rộng anh chị, cái đáy nó bầu bầu mà nó thấy nó to lắm. Bên trong lót vải anh chị ha, lót vải màu đen rộng, rất là rộng. À, đây có miếng tách da, đây miếng tách da, rồi cái hiệu của Ý anh chị ha, rồi mắc in cũng là Italy luôn, da thật. Một khóa nhỏ nè, bởi vì em nhìn cái dòng da của em thấy nó rất là đẹp. Rồi, chỉ có một cái khóa nhỏ phụ thôi mấy chị ha. Một ngăn, một khóa nhỏ phụ, hai ngăn ngoài. Khóa kéo ngon lành. Rồi, miệng túi cũng rất là đẹp luôn. Khoen khóa thì màu tối tối vậy đó ha. Rồi, em này rất là xịn sò mấy anh chị. Màu nâu. Này khá là da nó rất là đẹp nha. Này, cái size nó cũng cưng mấy anh chị ha. À, cao là 18, ngang là 23. À, em bán em này là 300k, mã em này là 07 ơ mấy anh chị. Một em của Ý ha, 300k, mã 07 ơ mấy anh chị. Một em màu xanh đen, em này kiểu cũng đơn giản thôi nhưng mà nó cái size nó cũng cưng. Rồi, dây em này là bản là 2 phân. Em này là một là mình xách tay, hai là mình đeo vai mấy anh chị ha, có thể tháo ra đeo đeo vai là được nè ha. Thôi, làm sao đây mấy anh chị, chắc ăn là được rồi đó. Rồi, màu xanh đẹp lắm. À, da thì có bị cấn xước da, nhăn da chứ. Rồi, nhăn da ha. Đấy, túi đây, gốc gác thì lại đẹp. Đây, gốc nó còn thẳng băng mấy anh chị mà nó không có khờn luôn. Ồ, đẹp dữ vậy, mặt sau đẹp ghê không? Đó, cái phần cái nắp nó có nhăn da nhiều hơn là cái phần dưới này, cái phần này rất là đẹp luôn anh chị ha. Khoen khỏa đây. Ồ, cái kiểu em này ngay chỗ này hay hay mấy anh chị. Có một cái nắp đi, nói trước bên này đi. Bên trong có hai ngăn giải mấy anh chị ha. Cái phần này làm khá là đẹp nha. Cái này là da luôn mấy anh chị. Rồi, cái dòng này là da luôn nè ha. Nắp nè, một ngăn lớn nè ha, một khóa nhỏ nè. Cái khóa này, cái ngăn này, ngăn phụ này nó to đùng mấy anh chị. Rồi, cứng. Em này nhìn cái phong cách này giống như hàng Nhật nè. Đây, một cái túi nhỏ nữa nè ha. Ồ, cái này là làm cứng khừa. Bên đây là không có ngăn. Rồi, lót rất là đẹp rồi ha. Rồi, em này cái da cũng cứng khừ mấy anh chị ha. Cái túi chắc đuổi luôn. Màu xanh. À, cao 18, ngang miệng là 25, ngang đáy 28, đáy 7 phân. Em bán 300k, mã 075 mấy anh chị. 300k, mã 075 ha. Một em da còn đẹp lắm. Một em màu đen, em này size trung. À, em này cái mình xách tay thôi mấy anh chị. Da rất là dày luôn ha. Mà em cảm thấy nó không mới thôi. Dây là bản khoảng 2 phân rưỡi mấy anh chị ha. Xách tay vậy thôi nha. Ồ, dày dữ dằn luôn á mấy anh chị. Nào, cái tay cầm là mình cầm mình biết liền này ha. Đây, gốc đáy có mày mòn mấy anh chị. Rồi, có mòn da này ha. Đây, cái đáy nó thẳng băng nhưng mà nó có mày mòn da, em thấy rõ. Ôi, bên đây lại đẹp nha. Bên đây lại rất là ít mày mòn da này, ít trầy xước luôn này ha. Rồi, kiểu em này đây. Cái này là có một cái na nút hít này mấy anh chị, trong lót vải. Có một khóa kéo miệng. Ồ, cái phần miệng ngay túi này mình thấy cái da nó dày dữ dằn luôn anh chị. Cổ khóa nó ngon lắm anh chị.
Rồi bên trong nó rộng như vậy. Ừ đã quá. Đây rất là rộng rãi luôn ha. Em này mình đựng được ba bộ đồ nha mấy anh chị ha. Nó có một khóa nhỏ nè. Em này có cái hiệu mà không biết của ai, Gilly gì mấy anh chị. In hiệu hãng luôn mấy anh chị. Ồ cái dải phi mà nó dày lắm mấy anh chị, mà sao nó mịn tay lắm, đã lắm. Đây hiệu hãng đây ha. Ồ lót đẹp lắm. Khóa cũng ngon lành. Made in Korea mấy anh chị, có mã số rồi luôn này ha. Đây cái phần đáy túi đây nè, sạch sẽ ha. Có một cái gì đây đây đi à, sạch mấy anh chị, rất là sạch luôn, bóng ngời luôn, trông đẹp ghê luôn. Ồ khóa nó ngon mấy anh chị, khóa nó rất là nhẹ tay luôn. Rồi em này cái size nó trung trung, rồi đựng được ba bộ đồ ha. Rồi cái ngăn này nữa chứ, đây cái ngăn này cũng rộng lắm anh chị ha. Này à, đựng đựng hai ba bộ đồ rồi linh tinh rồi này kia ha. Đó cái size nó rất là thoải mái. À, cao 24, ngang là 39, đáy là 12. À, em này là của Mỹ. À, em bán em này là 300k, mã của em này là 07F mấy anh chị. 300k, mã 07F ha. Rồi em qua mẫu. Cũng một em màu đen. Em này của Ý mấy anh chị, của Ý của Pháp gì em quên rồi. Ý của Pháp mấy anh chị. À, dây này là mình đeo vai thôi mấy anh chị. Dây bản là 2 phân. Rồi, cái kiểu của em này là à, bầu bầu hả, bầu gốc ha, size trung. Đây hiệu nó đây mấy anh chị, Paris ha. Đây cái gì đây, sắp gì đó. Rồi da em này đi mấy anh chị, mặt này là mặt trước nè ha, da thì còn đẹp mấy, dòng da cứng mấy anh chị. Này nó láng lắm anh chị, cầm nó muốn ruột tay luôn, rất là láng. Rồi mặt trước nó làm vậy mấy chị ha, là cái này là mình à, mở là không vừa mở ra mấy chị, nút gài vậy nè ha, mở ra. Rồi bên trong. Rồi em này thì rộng. Đây cái này là mặt trước mấy anh chị ha. Ở trong nè. Trời ơi đẹp như vậy. Cái này là da luôn mấy anh chị ha. Là da thật luôn này ha. Là nguyên cái này nè, là da thật luôn. Rồi cái bên đây là cái da mộc. Đây nè mấy anh chị thấy nguyên một cái tấm da luôn này ha. Nó đen mà nó sạch sẽ vậy luôn đó. Rồi cái này là mặt trước ha. Bên đây là có một khóa kéo nè à, mở ra rồi. Còn ở bên đây để em coi coi cái này thấy, à, cái hiệu mấy anh chị ha. Đây cái miếng test da ha. Rồi đây là có một cái này nè, là cái này là da BU thôi, một khóa nè, da BU. Rồi ở đây mấy chị là da mộc luôn ha, hai cái mặt này sẽ là da mộc luôn nè. Đó không có miếng vải nha mấy chị ha, sạch da mộc nhưng mà nó rất là sạch nha mấy chị, nó đen thôi chứ nó không có bị gì hết trơn. Trời ơi, em này ngon lành lắm luôn, da không. Nhưng mà cái size nó là cái size à, size đựng được nhiều đồ nha mấy chị ha. Cái size nó trung trung. À, cao là 24, ngang là 33, đãi 6 phân. Em bán 300k, mã 07D mấy chị ha. 300k, mã 07D. Một em full da hết luôn mấy chị ha. Rồi em xin kết thúc video nha mấy cô chú anh chị. À, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đón xem và ủng hộ. Em xin cảm ơn rất nhiều và em xin chào ha.